Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai thanh công cụ rất quan trọng trong Revit, đó là thanh công cụ Project Browser và ProTips. Nội dung bài học sẽ bao gồm nắm được thanh công cụ Project Browser và nắm được thanh công cụ ProTips. Quay trở lại với công trình mẫu của Autodesk, công trình RAC Advanced Sample Project. Trong bài học trước, mình đã hướng dẫn các bạn các thanh công cụ phía trên này. Thì trong bài học hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai bộ công cụ rất quan trọng, đó là Project Browser và ProTips. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là Project Browser. Project Browser là nơi chúng ta sẽ quản lý toàn bộ về cái dự án. Quản lý đây bao gồm những cái gì? Chúng ta sẽ quản lý các views, tức là các cái khung nhìn của dự án. Khung nhìn có thể là các mặt bằng sàn, floor plan. Đấy, các bạn thấy này. Mặt bằng sàn tầng 1, tầng 2, tầng 3, mái, tổng thể. Ví dụ các bạn muốn làm việc trên mặt bằng tầng 1 chẳng hạn. Các bạn muốn vẽ các đối tượng trên mặt bằng tầng 1 thì các bạn vào Views, Floor Plans và các bạn vào Level 1. Các bạn thấy chưa? Đấy. Hay giả sử mình có thể làm việc trên cái gì ạ? Những cái view phối cảnh. Các bạn có thể tạo ra các view phối cảnh như là 3D view. Đây, những cái view phối cảnh ở đây. Đấy, chính xác không? Tiếp theo là những cái gì ạ? Chúng ta có thể nhìn làm việc trên các mặt đứng. Giả sử các bạn muốn có các bản vẽ mặt đứng đúng không? Thì mình sẽ vào Elevation và nó sẽ có các mặt đứng như là mặt đứng phía đông này. Đấy, phía bắc. Được chưa ạ? Hoặc chúng ta sẽ có các mặt cắt, như Section. Đấy, còn thấy chưa? Thế các bạn có thể hiểu, View chính là những cái khung nhìn của cái dự án chúng ta. Các bạn muốn có khung nhìn của tầng sàn, mặt cắt, mặt đứng, phối cảnh thì nó chính là các views. Đấy. Tiếp theo các bạn có thể quản lý các cái legend, tức là các cái chú thích. Đấy. Và các bạn có thể quản lý các cái bảng thống kê. Revit cho phép chúng ta thống kê, ví dụ các bạn có thể thống kê cửa này. Các bạn thấy không? Những bảng thống kê hay là thống kê về đồ nội thất. Đấy. Người ta gọi là các schedule quantities. Được chưa? Nó cũng cho phép các bạn quản lý các cái sheet, tức là các cái tờ dàn trang dự án. Bạn thấy nhé, Revit cho phép các bạn dàn trang luôn. Đấy, dàn trang dựng hình, render, dàn trang, yến, các bạn có thể làm trong Revit hết. Đấy. Thấy không ạ? Rất là tiện lợi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có thể quản lý thêm là các families, tức là các cái đối tượng cấu tạo nên cái dự án chúng ta. Như mình nói trong video trước, các family chính là những cái đối tượng. Chúng ta lắp ghép các family chính là chúng ta tạo ra cái dự án. Family sẽ bao gồm các family 2D hay những cái family về 3D. Family cột này, cửa này, bạn thấy không nhỉ? Hay là sàn này, hay các family về chú thích 2D nó nằm đây. Đấy, ví dụ khung tên cũng là family. Các bạn thấy là khung tên A0. Đấy, thấy chưa ạ? Thì kỹ năng quản lý family và kỹ năng tạo dựng family như mình nói là rất quan trọng để tạo ra một cái người sử dụng Revit chuyên nghiệp. Đấy. Rồi, ok. Thì tiếp theo là group, tức là nơi chúng ta sẽ quản lý những cái nhóm đối tượng chúng ta đã đưa vào trong này. Hay là các link, tức là những cái đối tượng, những cái file link, những file liên kết mà chúng ta đưa vào trong file của chúng ta. Còn những cái này, group là gì, link là gì thì mình sẽ cố gắng giới thiệu đến các bạn trong khóa học, thậm chí hoặc là các khóa học sau. Ok chưa? Ok nhá. Vậy Project Browser các bạn đã biết rồi. Tiếp theo là ProTips. ProTips chính là thuộc tính. Khi các bạn làm việc với Revit nhé, giả sử các bạn kích vào một đối tượng, các bạn thấy này, thì cái đối tượng này nó sẽ có các thông tin thuộc tính. Thông tin bao gồm các thông tin hình học, như là thông tin liên quan đến kích thước này, các thông tin liên quan diện tích, thể tích này, hay là các thông tin liên quan đến vị trí này. Đấy. Hay là những cái thông tin phi hình học, như là các thông tin liên quan đến nhà sản xuất này, các thông tin liên quan đến giá thanh này, độ chịu cháy này. Đấy. Hay là các thông tin liên quan đến vật liệu này. Bạn thấy không? Revit nó là cái phần mềm mô phỏng BIM là như vậy, mô hình thông tin như vậy. Và khi các bạn kích vào một đối tượng thì ProTips, cái bảng ProTips này chính là nơi hiển thị các thông tin của đối tượng đấy. Và từ các thông tin này thì các bạn có thể khai thác này, các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể thay đổi thuộc tính của các đối tượng. Giả sử ví dụ như nhá, giả sử mình có một chiếc cửa này này. Bạn thấy không? Hiện tại đây là cái chiếc cửa này. Giả sử mình không thích
kích chiếc cờ này có loại thông số này, thì mình có thể thay đổi nó bằng một chiếc cờ khác chẳng hạn. Bạn thấy chưa? Nó đã thay đổi và các thông số của nó cũng sẽ thay đổi. Như các bạn thấy nhá, cái thông tin của chiếc cửa nó nằm đây, đây chiếc cửa này có độ rộng là 864. Giả sử mình thay đổi nó đây chẳng hạn lên 1m2. Bạn nhìn đây nhá, online này. Đấy các bạn thấy không? Chiếc cửa đã to lên. Đấy, thì đấy chính là cái giá trị của mô hình thông tin. Cái giá trị của BIM là nhỏ như thế. Ngoài ra khi các bạn không kích vào một đối tượng gì cả thì bảng protein này nó hiển thị thuộc tính của cái đối tượng mà chúng ta đã chọn bên Project Browser. Ví dụ mình đang ở cái view 3D. Đây. View 3D. Thì đây chính là các thuộc tính liên quan đến cái view 3D này. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Thì những cái này các bạn sẽ được học về dần về sau. Bạn yên tâm nhé. Đấy. Rồi. Thì như vậy đó chính là các cái tính chất, các thuộc tính của hai bộ công cụ Project Browser và Protist. Mà như mình nói, chúng ta không thể sử dụng Revit nếu thiếu hai bộ công cụ này. Thế giả sử khi các bạn sử dụng Revit và các bạn lỡ kích ấn tắt hai cái bộ công cụ này đi, thì để làm sao để có thể lấy nó ra? Cách đầu tiên là các bạn kích chuột phải này, và chúng ta sẽ có là Browser và các bạn chọn là Project Browser, nó nằm đây thì ngay tức là hiện ra cho các bạn. Và tương tự chúng ta có thể kích chuột phải và chọn Protist, được chưa? Và giả sử các bạn có thể mất nó đi và các bạn không biết cách này, thì các bạn có thể lấy cách khác. Và cách như mình nói, để hiển thị tất cả những cái gì liên quan đến hiển thị thì chúng ta vào View và chúng ta sẽ có User Interface, tức là giao diện người dùng ở đây. Các bạn sổ vào đây này thì bạn thấy chúng ta sẽ có là Project Browser. Đấy, và chúng ta sẽ có là Protist, được chưa? Thường thì hai bộ công cụ này nó sẽ nằm hai bên màn hình như này. Đấy. Vì tuy nhiên với một số bạn thì sử dụng màn hình cỡ bé thì nó, nếu mà nó để hai bên như thế này thì đôi khi là cái giao diện làm việc chúng ta, cái khung hình này nó hơi bé, rất khó làm việc. Thì các bạn hoàn toàn nhé, có thể điều chỉnh vị trí của hai thanh công cụ này. Thì các bạn có thể kéo nó ra như này này. Kéo nó ra. Đấy. Các bạn có thể kéo nó lên như này này. Đấy. Và kéo nó xuống như này. Tất nhiên là chả ai đặt như thế này cả. Đấy. Tất nhiên là không ai đặt như thế này. Và thường ấy, thì chúng ta, một là chúng ta đặt sang hai bên như lúc nãy. Hai, các bạn có thể gộp nó lại. Cách gộp thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ kéo nó ngắn lại như thế này này. Được chưa? Mình sẽ kéo nó ngắn lại cho dễ nhá. Rồi sau đấy mình đưa di chuột kéo nó vào đây. Các bạn thấy này, kích vào đây, di chuột kéo vào, nó tự động nó bắt này. Đấy. Sau đấy mình chỉ việc kéo vào hai cái này, di chuột, giữ chuột, đưa vào đây. Nó tự động nó bắt nhá, kéo kịch màn hình nó tự động nó bắt. Đấy, các bạn thấy không? Thì màn hình chúng ta nó sẽ rộng rãi hơn để làm việc. Và đây, vì chính hai cái công cụ này cũng là một phần lý do tại sao những người dùng Revit họ thường xuyên sử dụng hai màn hình. Tất nhiên có nhiều lý do nữa, thì sau này nếu các bạn sử dụng Revit chuyên nghiệp thì mình khuyên là nếu có điều kiện các bạn nên mua hai màn hình làm việc, nó sẽ rất là tiện. Đấy, sau này mình trong một cái bài học mình sẽ giới thiệu đến các bạn là làm việc với nhiều màn hình như thế nào. Đấy. Ok, dạ. Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn hai thanh công cụ Project Browser và Protist. Mình cũng nói đến là cái tính chất và tầm quan trọng của hai bộ công cụ này để các bạn. Mình cũng hướng dẫn các bạn thiết lập hiển thị của hai thanh công cụ Project Browser và Protist sao cho hợp lý trên màn hình làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.